Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến sẽ tăng hơn 8.000 chuyến bay. Trung bình mỗi ngày trong giai đoạn Tết Nguyên đán sẽ có hơn 1.000 chuyến bay được thực hiện, tăng thêm 260 chuyến mỗi ngày so với ngày thường, nâng tổng số ghế toàn mạng bay nội địa lên hơn 6,7 triệu chỗ. Các đường bay tăng chuyến cao là giữa thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, Quy Nhơn, Huế và ngược lại. Trong dịp Tết, chặng bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội dự kiến có hơn 1.900 chuyến, tăng 22% so với bình thường. Chặng bay giữa Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 1.600 chuyến bay, tăng tới 54%. Chặng bay thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa dự kiến 1.660 chuyến, tăng 91%. Sau khi báo chí phản ánh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa xảy ra việc đổ chất thải sai quy định, tháng 4 năm 2022, chính quyền thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng trên lại đang tái diễn tại một số tuyến đường chính. Một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Thanh Hóa như đại lộ Nam Sông Mã, đường tránh thành phố Thanh Hóa, đại lộ Võ Nguyên Giáp lại tái diễn tình trạng đổ trộm chất thải gây bức xúc cho người dân. Có điểm tập kết trái quy định, rác cũ bị đốt, rác mới lại xuất hiện. Tình trạng rác thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Đại lộ Nam Sông Mã, chúng tôi đã tập trung tuyên truyền cho người dân có ý thức hơn trong cái việc là không ném rác ra các cái tuyến đường, đảm bảo cho cái việc vệ sinh trường. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cái kiến nghị đề xuất, đó là đối với cái tuyến đường này là cái tuyến đường du lịch, cho nên là cái lượng xe khách vào mùa hè cũng như cái việc mà lưu thông trên cái tuyến đường này là nó lưu lượng nó nhiều, du khách về thì đông, cho nên cái việc là cần phải tập trung các cái tuyên truyền vận động đối với các cái nhà xe, cái du khách là phải có ý thức hơn trong cái việc bảo vệ môi trường. Được biết, để giải quyết tình trạng đổ chất thải sai quy định, thành phố Thanh Hóa đã quyết liệt giải tỏa các vị trí trọng điểm, lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều đối tượng vận chuyển và yêu cầu khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, để không tái diễn, bên cạnh vai trò trách nhiệm của các lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành việc đổ thải đúng quy định để góp phần xây dựng thành phố sạch đẹp, văn minh, hiện đại. Ngân hàng Nhà nước vừa cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phòng ngừa phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn, đối tượng người nước ngoài sử dụng hộ chiếu nước ngoài thị thực Việt Nam, địa chỉ cư trú tại Việt Nam để mở tài khoản khách hàng cá nhân, có mã tiền tệ giao dịch Việt Nam đồng tại phòng giao dịch chi nhánh của các ngân hàng tại Việt Nam, rồi phát sinh giao dịch tiền chuyển đến và rút tiền. Quá trình đăng ký mở tài khoản khách hàng cá nhân, các đối tượng sử dụng hộ chiếu nước ngoài có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa hộ chiếu, giả mạo chữ ký con dấu của cơ quan cấp thị thực của Việt Nam. Nguồn tiền chuyển đến tài khoản của đối tượng mở tại Việt Nam có nguồn gốc từ các ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng tại Việt Nam là đơn vị trung gian trong giao dịch chuyển rút tiền của các đối tượng. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khi phát hiện các dấu hiệu nêu trên cần báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất huy động của các ngân hàng đang tăng mạnh. Các doanh nghiệp lo ngại sẽ ảnh hưởng đến lãi suất cho vay, làm tăng thêm chi phí hoạt động trong bối cảnh sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi sau ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp đang cần nguồn vốn để tập trung sản xuất cho giai đoạn nước rút cuối năm. Từ nay đến cuối năm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần nguồn vốn lớn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại tăng phổ biến từ 1,5 đến 2% so với trước đã ít nhiều có ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Các ngân hàng cũng là những đối tác tin cậy để cho công ty vay với lãi suất phù hợp. Chúng tôi cũng rất mong là chính sách sẽ giữ vững ổn định cái lãi suất đấy để chúng tôi tiếp tục là đầu tư và sản xuất kinh doanh. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế tăng từ 4,5% lên 5,5% một năm. Lãi suất cho vay chung dài hạn dao động ở mức 9 đến 10% một năm. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí quản lý, chia sẻ lợi nhuận, tập trung thực hiện tốt các chương trình tín dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp như giải ngân gói hỗ trợ 2% lãi suất của chính phủ cũng như thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi cho một số ngành động lực kinh tế. Nhiều dự báo cho thấy, từ nay đến cuối năm, lãi suất sẽ còn tiếp tục tăng. Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai công tác xã hội hóa nhằm góp phần kiên cố hóa phòng lớp học ở các xã vùng sâu vùng xa, qua đó đảm bảo tốt hơn các điều kiện phục vụ dạy và học ở khu vực miền núi.
Hiện nay, hầu hết huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã dồn điểm trường lẻ về trường chính đối với học sinh các lớp 3, 4, 5. Còn đối với lớp 1 và mầm non thì cơ bản giữ nguyên. Bởi với lứa tuổi nhỏ, nếu trường xa nhà, giao thông đi lại khó khăn, rất dễ dẫn đến việc học sinh nghỉ học. Khi các điểm trường lẻ còn nhiều thì việc kêu gọi xã hội hóa, chung tay cùng nhà nước, đầu tư xây dựng các điểm lẻ vẫn là giải pháp hàng đầu. 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa có hàng trăm trường học vùng sâu vùng xa gặp khó khăn về trường lớp, trong khi nguồn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng trường vẫn còn hạn chế. Nhờ thực hiện tốt xã hội hóa, đến năm 2022, tỷ lệ các phòng học kiên cố, nhà cao tầng ở khu vực miền núi đã đạt 89%, tăng gần 2% so với năm 2021. Nhà trường cũng cùng với địa phương là kêu gọi tìm kiếm các cái nhà đầu tư và các cái chương trình dự án, mà cũng so hiện tại thì cũng đang còn nhiều cái khó khăn trong các cái chương trình dự án, thì nhà trường và địa phương thì may mắn được quân khu 4 hỗ trợ về xây dựng 4 phòng học, hiện tại thì cũng đang xây dựng và cũng sắp theo dự tính thì tháng 12 này sẽ đưa vào hoàn thành cái công việc của xây 4 phòng học. Thực hiện thật tốt cái công tác xã hội hóa giáo dục trong và ngoài nhà trường, để vận động các mạnh thường quân, đại diện cha mẹ học sinh, hội khuyến học và các nguồn tài trợ khác để hỗ trợ. Đây là việc làm thường xuyên của nhà trường. Tôi mong rằng là Đảng và Nhà nước tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa đến những học sinh đặc biệt khó khăn ở các vùng miền núi, đặc biệt là vùng đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, để các em có điều kiện tốt nhất để các em đến trường. Khi có sự chung tay góp sức của mọi tổ chức cá nhân trong xã hội, thì khoảng cách về giáo dục giữa các vùng miền sẽ được kéo gần lại. Những học sinh vùng cao sẽ có môi trường học tập an toàn, đảm bảo chất lượng hơn. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã quyết định lùi giờ học cho các cấp học trên địa bàn. Theo đó, giờ vào học buổi sáng của học sinh mầm non và tiểu học không sớm hơn 7 giờ 30, học sinh trung học cơ sở không sớm hơn 7 giờ 15, học sinh trung học phổ thông không sớm hơn 7 giờ. Căn cứ mốc này, tùy điều kiện cơ sở vật chất và tình hình giao thông từng khu vực, các trường được xây dựng giờ vào học, ra về theo hướng lệch ca giữa các khối lớp, nhưng cần đảm bảo chương trình cũng như sức khỏe học sinh. Mới đây, tại một nhà trẻ thuộc phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nam thanh niên 30 tuổi ngụ TP.HCM dừng xe máy trước cổng, đổ chai xăng trước thềm nhà trẻ và cầm que diêm dọa đốt. Phát hiện vụ việc, người trong nhà trẻ đã hô hoán, nam thanh niên này bỏ que diêm xuống đất rồi đứng im. Thấy vậy, người dân đã bao vây bắt giữ đối tượng, chờ công an phường Tân Định đến làm việc. Hiện công an phường đang lấy lời khai đối tượng để điều tra làm rõ hành vi hù dọa đốt nhà trẻ. Khoảng 15 giờ chiều ngày 30 tháng 10, một xe đầu kéo đang lưu thông trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn thuộc địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở theo một phụ nữ và hai trẻ em. Vụ tai nạn làm 4 người trên xe máy tử vong tại hiện trường. Lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ một bánh heroin, 2 kg thuốc phiện. Đối tượng khai nhận là Sùng A Khai, sinh năm 1993, trú tại bản Nậm Dín, xã Tà Tổng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Số ma túy trên, Sùng A Khai mua của một phụ nữ chưa rõ danh tính để mang về tỉnh Lai Châu tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đang vận chuyển ma túy đến xã Trung Trải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên thì bị phát hiện và bắt giữ. Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện kho đường nhập lậu do ông Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1970, làm chủ trên khu vực biên giới huyện Tịnh Biên. Trong kho có 5 tấn đường xuất xứ Myanmar, dấu hiệu nghi vấn thay bao bì, và 105 tờ nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Ông Hải khai nhận số đường trên là đường cát Thái Lan, được mua với giá 800.000 đồng một bao, loại 50kg một bao, sau đó thay bao bì nhãn hiệu và dán tem nhãn phụ để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện tại hộ ông Huỳnh Tấn Phát, ngụ huyện Tam Bình, nghi vấn sản xuất buôn bán nhang giả nhãn hiệu của một số nhãn hiệu lớn ở TP.HCM nên tiến hành kiểm tra. Lực lượng công an phát hiện tạm giữ tổng số lượng nhang thành phẩm đã đóng thùng trị giá khoảng 590 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, ông Phát khai nhận ngoài địa điểm sản xuất nhang giả trên, ông Phát đã thuê một số địa điểm khác trên địa bàn huyện Tam Bình và thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để gia công nhang. Rạng sáng nay trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Hùng Vương thuộc thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Thời điểm này, trong cửa hàng có 2 người nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài. Đến khoảng 9 giờ sáng, vụ cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc đã gây thiệt hại về tài sản ước tính hàng tỷ đồng. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ
bản tin 18h30 ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.